Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Thủ tướng làm việc tại các tỉnh phía Nam về công tác phòng chống dịch Covid-19. Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong phần tiêu điểm của bản tin, từng bước tháo gỡ những bất cập từ các dự án BOT trước đây để đưa dòng tín dụng mới và phát triển hạ tầng giao thông. Và sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Philippines 12 tháng 7 năm 1976, 12 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng đến Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi thư chúc mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin. Thưa quý vị, vào tối ngày 10 và sáng ngày 11 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh và tình hình sản xuất kinh doanh tại hai tỉnh Long An và Tây Ninh. Báo cáo với Thủ tướng trong cuộc họp diễn ra tối qua, lãnh đạo tỉnh Long An cho biết lo ngại nhất hiện nay của tỉnh là nguy cơ lây lan trong các khu công nghiệp. Thứ hai là năng lực xét nghiệm sẽ gặp khó khăn nếu dịch diễn biến phức tạp hơn. Vì vậy, tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ năng lực xét nghiệm và sinh phẩm, vật tư y tế, ưu tiên tiêm vaccine cho 400.000 lao động tại hơn 13.000 doanh nghiệp để đảm bảo chuỗi sản xuất không bị đứt gãy. Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần nỗ lực vượt khó, khí thế phát triển rất tốt của Long An trong những năm qua. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế đạt hơn 6%. Về thực hiện mục tiêu kép, Thủ tướng yêu cầu trong lúc này, Long An phải tập trung ưu tiên số 1 cho phòng chống dịch. Đây là lựa chọn khó nhưng không còn cách nào khác, nhất là với vị trí trung chuyển của Long An với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây. Đặc biệt, những nơi đã áp dụng chỉ thị 16 thì phải cương quyết thực hiện rất nghiêm, tránh lặp lại những sai lầm gây ra hậu quả nặng nề ở một số nơi. Tôi đề nghị những nơi nào mà an toàn thì tiếp tục cho sản xuất. Tôi ví dụ mãi rồi, các đồng chí bộ đội công an là đi ra biên giới là mỗi những cái ba lô thôi, và ra đấy cắm trại ở đấy hàng tháng, thì tôi đề nghị cái chỗ này phải phát huy cái tinh thần cách ly ngay tại nhà máy, ngay tại xí nghiệp và tổ chức ăn nghỉ ngay tại ở đấy. Còn nếu mà có nguy cơ cao thì tôi đề nghị là cũng tiến hành 16 luôn. Thì tinh thần là như vậy, bây giờ thì rất cương quyết. Chúng ta thà hy sinh vài tuần, đúng không? Một năm ta có 52 tuần. Ta hy sinh 2 tuần ta vẫn còn được 50 tuần. Thế còn lại nếu mà chúng ta vỡ trận thì vỡ luôn. Trong tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đến kiểm tra bệnh viện dã chiến số 2 của tỉnh Long An, thăm hỏi, động viên và biểu dương những cố gắng, sự hy sinh của đội ngũ, cán bộ y bác sĩ nơi đây. Thủ tướng đề nghị các y bác sĩ khắc phục mọi khó khăn, tập trung cứu chữa, chăm sóc thật tốt cho người bệnh. Còn trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tây Ninh. Thủ tướng nêu rõ, Tây Ninh có nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao do giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông, miền Tây và có đường biên giới dài với Campuchia. Vì vậy, trong lúc này, tỉnh phải ưu tiên trước nhất cho phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương án cao hơn nhiều để bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân. Những nơi nào thực sự an toàn, kiểm soát được thì mới tập trung phát triển kinh tế. Đề nghị phải có kịch bản phòng chống dịch cao hơn, hiệu quả hơn cái mà chúng ta có hiện nay. Cái vấn đề thứ hai là các ông chí chia sẻ với thành phố Hồ Chí Minh đón những cái người mà người ta có cái nguyện vọng trở về để góp phần giải tỏa cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà phải thực hiện cái quy trình chặt chẽ, xét nghiệm, cách ly và quản lý cho nó chặt chẽ. Trưa nay, tới thăm, kiểm tra tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Thủ tướng mong muốn các lực lượng thực hiện nghiêm các quy định để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, giữ gìn an ninh trật tự, làm tốt công tác phòng chống dịch, đẩy mạnh phát triển kinh tế đối ngoại, đưa hàng hóa Việt Nam xuất khẩu ngày càng nhiều hơn, tốt hơn và củng cố hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia. Chiều ngày 11 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch Covid-19 sau khi mà thành phố thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo thành phố, những chia sẻ, góp ý, hướng dẫn của các bộ trưởng tham gia đoàn công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đưa ra quyết định thực hiện chỉ thị 16. Mặc dù đây là một quyết định khó khăn, nhưng đến giờ này thì chúng ta khẳng định đây là một quyết định đúng đắn, cần thiết và đang thực hiện nó từng bước có hiệu quả và được sự đồng tình của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện hai nhiệm vụ vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu ưu tiên lúc này là tập trung kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh để trở lại trạng thái bình thường, phát triển kinh tế xã hội, coi chăm lo sức khỏe, bảo vệ tính mạng nhân dân là trên hết, trước hết. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các tư tưởng chỉ đạo lớn trong thời gian tới. Thứ nhất, càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, càng phải giữ đúng nguyên tắc, đoàn kết thống nhất, lắng nghe ý kiến của nhau, phát huy trí tuệ tập thể, kể cả ý kiến phản biện, đưa ra giải pháp phù hợp tình hình, hết sức bình tĩnh, xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra các quyết định, trên tinh thần tất cả vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc. Thứ hai, các diễn biến dịch và công tác phòng chống dịch là chưa có tiền lệ, nên phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bổ sung mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội, có kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển, không cực đoan, không phiến diện. Thứ ba, tích cực tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp, chia sẻ, hưởng ứng, cộng đồng trách nhiệm, phát huy tối đa tính sáng tạo chủ động. Thứ tư, xem khó khăn, thách thức là động lực để phấn đấu, vượt qua, khẳng định và trưởng thành. Thứ năm, tranh thủ tối đa sự phối hợp, giúp đỡ, ủng hộ của các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân, tổ chức, tiếp nhận sự hỗ trợ một cách trật tự, khoa học, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí. Thủ tướng yêu cầu thành phố thực hiện tiếp cận vaccine bình đẳng với tất cả người dân. Việc tiêm vaccine và cung cấp vaccine thì báo cáo với các đồng chí là vừa qua thì ta có một cái tập dượt. Và bao giờ cái tập huấn, giữa cái tập huấn với cái thực tiễn bao giờ nó cũng có những cái khác nhau. Thì ta kịp thời rút kinh nghiệm ta làm cái này. Vì ta cũng chia sẻ với lại cộng đồng, với nhân dân. Nhưng vừa rồi thì ta rút được kinh nghiệm rồi. Cho nên bây giờ ta tổ chức tiêm vaccine thế nào cho nó an toàn, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo đúng cái quy trình chống dịch, đúng cái tiến độ. Thì đến đâu thì chúng tôi cung cấp đến đó. Tinh thần đã thỏa thuận với đồng chí Bộ trưởng rồi. Cố gắng từ nay đến cuối tháng 7 là ít nhất khoảng 2 triệu liều cho thành phố Hồ Chí Minh. Thế còn các đồng chí tổ chức mà tiêm tốt, hiệu quả cần thiết mà được nhiều hơn thì sẽ dành ưu tiên. Như vậy là cũng ưu tiên khoảng hơn 25% cái tổng số vaccine cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Chính phủ đã tặng thành phố Hồ Chí Minh 500.000 găng tay y tế để phục vụ công tác chống dịch. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố có 230.000 lao động tự do được hỗ trợ 1,5 triệu đồng một người, 80.000 lao động mất việc được hỗ trợ 1,8 triệu đồng một người. Các hộ kinh doanh cá thể gặp khó khăn trong thực hiện chỉ thị 16 tại quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc, quận 12 và các khu phong tỏa khác được hỗ trợ 2 triệu đồng một hộ. Gần một tuần qua, thành phố đã hỗ trợ cho trên 40.000 lao động tự do, 20.000 người bán vé số dạo trên địa bàn. Và hiện công việc này vẫn đang được tiếp tục thực hiện cho đến hết tháng 8. Phường Linh Trung có khoảng 1.500 người lao động bị ảnh hưởng khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Ngay khi có chỉ đạo, phường đã chuẩn bị sẵn và triển khai ngay trong ngày. Cái lực lượng nòng cốt tại khu phố, tổ dân phố là cái lực lượng mà nắm rõ nhất về hoàn cảnh của các hộ dân. Mình thông tin nhanh để các hộ dân cung cấp các thông tin cần thiết để thực hiện chi hỗ trợ kịp thời cho người dân. Tôi bán vé số, giờ nghỉ bán rồi. Hoàn cảnh tôi nghèo, nhận tiền hỗ trợ của phường tôi vui lắm. Lúc này thất nghiệp không có lãnh, có tiền, có lực tiền này rất là vui. Sự quan tâm của phường với các ban lãnh đạo với nhà nước hỗ trợ tôi cảm thấy cũng ấm lòng. Khi nghe tin hộ gia đình mình thuộc danh sách được hỗ trợ, ông Hùng, ngụ quận Phú Nhuận, cảm thấy rất phấn khởi bởi phần quà sớm đến tay để phần nào vơi bớt nỗi lo toan. Tôi rất là xúc động, rất là phấn khởi trước cái sự quan tâm của Đảng, của nhà nước đối với những người như chúng tôi. Mong rằng chúng ta sẽ đoàn kết để mà cố gắng vượt qua cái cơn dịch cái này. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa chi 3,9 tỷ đồng đến các địa phương để hỗ trợ nhu yếu phẩm kịp thời cho người yếu thế. Đồng thời cũng đề nghị các quận, huyện và thành phố Thủ Đức cân đối chăm lo thêm từ nguồn quỹ vì người nghèo và các tổ chức chính trị xã hội. Cung cấp số điện thoại của 22 đơn vị từ thành phố Thủ Đức đến 21 quận huyện, cũng như là điện thoại của hệ thống mặt trận để khi tiếp nhận những thông tin liên quan việc vấn đề cần nhu yếu phẩm thiết yếu trong giai đoạn hiện nay thì sẽ có người trực và nắm cách kịp thời. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức 3 đoàn giám sát chặt chẽ để không thiếu sót trong quá trình thực hiện chính sách. Đồng thời, địa phương cần rà soát những người yếu thế, hộ khó khăn bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn, không thuộc các nhóm đối tượng hỗ trợ, để thành phố có ý kiến đề xuất mức hỗ trợ. Theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 11 tháng 7, số bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh tiếp tục tăng với 71 người đủ điều kiện ra viện về cách ly tại nhà. Như vậy, đợt dịch này đã có 6.501 ca khỏi bệnh. Ngày 11 tháng 7 còn ghi nhận 4 bệnh nhân cao tuổi tử vong do COVID-19, trong đó có 3 người có bệnh lý nền. Số mắc mới trong nước ghi nhận trong ngày là 1.945 ca, trong đó 1.361 ca trong khu cách ly hoặc đã phong tỏa. Số ca mắc mới phát hiện tại 32 tỉnh, thành phố, trong đó nhiều nhất vẫn là tại thành phố Hồ Chí Minh với 1.397 ca. Trong 58 địa phương có ca cộng đồng trong đợt dịch này, có 11 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới. Trong phần tiếp theo của bản tin, gỡ điểm nghẽn về vốn cho phát triển hạ tầng giao thông. Hành trình Đông A, một tác phẩm sách tranh độc đáo về đề tài lịch sử của một người trẻ yêu lịch sử dân tộc. Sáng ngày 11 tháng 7 tại Cần Thơ đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo giữa Tổng Công ty Phát điện 2 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam với đối tác đến từ Singapore. Với việc hợp tác giữa tập đoàn cùng với Sembcorp, thì doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực năng lượng, nước, môi trường và phát triển đô thị của Singapore là cơ sở để hai bên chia sẻ kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi số và phát triển các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam trong thời gian tới. Tại Việt Nam, Sembcorp đã đầu tư phát triển thành công 10 khu công nghiệp Việt Nam, Singapore tại Bình Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Nghệ An và Bình Định. Dịp này, Tổng Công ty Phát điện 2 cũng chính thức ra mắt hoạt động theo hình thức công ty cổ phần theo nghị định của chính phủ. Hiện đơn vị đang sở hữu các nhà máy điện với công suất gần 4.500 MW, chiếm khoảng 15% tổng công suất của EVN. Theo Ngân hàng Nhà nước, tín dụng cho toàn nền kinh tế tính đến cuối tháng 6 đã tăng được hơn 5,1%, tức là tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Và câu hỏi được nhiều người quan tâm lúc này là dòng tiền đang chảy vào những lĩnh vực nào là chủ yếu, và nhu cầu về vốn tăng cao như vậy có phải là tín hiệu cho thấy kinh tế hay là doanh nghiệp đang dần phục hồi. Tín dụng trong 6 tháng qua đối với hai lĩnh vực nóng nhất hiện nay là bất động sản ước tăng 6% và chứng khoán tăng khoảng 3%. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước thì dư nợ chứng khoán chiếm tỷ trọng nhỏ chưa tới 0,48%, còn bất động sản đang có dấu hiệu hạ nhiệt, giảm dần vốn cho vay đầu tư kinh doanh dự án bất động sản, chủ yếu tập trung vào nhu cầu mua, sửa chữa nhà cửa. Đáng chú ý là có 3 trên 5 lĩnh vực sản xuất có tốc độ tăng trưởng cao hơn mức tăng chung, gồm xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ước đến cuối tháng 6, các lĩnh vực này tăng tương ứng từ 9 cho đến 6,9% và 14,5%. Ngoài ra thì vốn cho vay nông nghiệp, nông thôn, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng tăng khoảng 4%. Điều này cũng cho thấy nhiều doanh nghiệp đang bắt đầu phục hồi trở lại sau tác động từ dịch bệnh, cần vốn cho sản xuất kinh doanh. Với chính sách duy trì mặt bằng lãi suất thấp mà Ngân hàng Nhà nước đã tạo lập từ giữa năm ngoái cho tới nay đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp có nhu cầu về vốn có thể giảm thiểu chi phí tài chính. Và cũng qua phóng sự hỗ trợ từ chính sách lãi suất thấp mà nhiều doanh nghiệp đã hồi phục để mở rộng sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp này mới vay thêm vốn để gia tăng sản xuất khi lượng đơn hàng đã tăng trở lại. Không chỉ trong nước, còn xuất khẩu được 10% ra nước ngoài. Xu hướng là các nhà máy dịch chuyển dần về Việt Nam thì cái lượng sử dụng cái sản phẩm báo cách nhiệt cũng tăng lên. Lượng đơn hàng quý 1 năm 2021 thì so với năm 2020 thì đã cải thiện rõ rệt rồi. Tôi ước tính là quý 2 năm 2021 sẽ tăng trưởng đến 30% nữa. Còn doanh nghiệp sản xuất bao bì này đã từng không có đơn hàng vì dịch bệnh, nhưng nay đã sản xuất đều, được hơn 1 triệu bao bì một tháng. Doanh nghiệp đã tiếp cận gói vay vốn với lãi suất giảm hơn 1%. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ như chúng tôi ấy, là nó là một cái liều thuốc cực kỳ quan trọng. Bởi vì là khi nó rất là khó khăn thì là một phần lãi suất như thế là sẽ giúp doanh nghiệp trang trải rất nhiều các cái khoản chi phí. Để kích thích vốn vay, nhiều gói vay lãi suất thấp đã được đưa ra. Như ngân hàng này, chưa hết tháng 5 nhưng đã hoàn thành mục tiêu tín dụng của cả 6 tháng. Dự kiến có thể cao hơn chỉ tiêu 10,5% của cả năm. Chúng tôi tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên, những lĩnh vực phục vụ cho sản xuất, lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế như năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo, rồi những cái lĩnh vực như dệt may, da giày để phục vụ xuất khẩu. Gói tín dụng ngắn hạn Việt Nam đồng với quy mô là 350.000 tỷ và lãi suất cho vay này thì thấp hơn so với lãi suất cho vay thông thường từ 1 đến 2%. Với gói tín dụng trung dài hạn với quy mô là 65.000 tỷ, lãi suất cho vay tối thiểu là khoảng 7%. Ước tính từ đầu năm đến nay đã có hơn 3,5 triệu tỷ đồng vốn cho vay mới với lãi suất thấp hơn so với trước khi có dịch Covid-19. Trong số các lĩnh vực có mức tăng tín dụng khá cao trong 6 tháng đầu năm thì dòng vốn dành cho phát triển hạ tầng giao thông hầu như không được đề cập, trong khi giao thông là lĩnh vực tạo đà cho phát triển. Trong thời điểm ngân sách còn hạn chế thì việc tiếp thêm nguồn vốn từ các khu vực kinh tế khác cho ngành giao thông sẽ gỡ nút thắt về vốn cho lĩnh vực này. Việc này đã đến lúc không nên thờ ơ lâu hơn nữa, đặc biệt là khi các điều kiện thực thi luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 sẽ từng bước tháo gỡ những bất cập từ các dự án BOT trước đây để đưa dòng tín dụng mới vào giao thông. Sau nhiều tháng thương thảo, cuối cùng dự án cao tốc đường bộ Nha Trang - Cam Lâm mới được Bộ Giao thông Vận tải ký hợp đồng với nhà đầu tư. Đây là dự án PPP đầu tiên trên tuyến cao tốc Bắc Nam với tổng vốn đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng. Trong đó vốn của nhà đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Nguồn vốn nhà nước tham gia thực hiện dự án khoảng 3.000 tỷ đồng. Phần còn lại do nhà đầu tư huy động. Trong giai đoạn dự thầu thì đơn vị tổ chức tín dụng là Indovina và Tiên Phong Banh đã cam kết tài trợ nguồn vốn với nguồn vốn tài trợ là 2.000 tỷ. Theo đại diện Bộ Giao thông Vận tải, dự án này có nhiều điều kiện thuận lợi. Từ việc góp vốn hơn 50% của nhà nước, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành. Cố định các cái đầu vào ban đầu. Trong đó thì cái tuyến đường là một cái tuyến đường mới và không có cái sự ảnh hưởng can thiệp của các yếu tố bên ngoài, cũng như là các yếu tố về giá phí đã được cố định ngay từ ban đầu. Tiếp theo đoạn dự án Nha Trang - Cam Lâm, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiến hành triển khai đoạn dự án Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc đường bộ Bắc Nam phía Đông theo hình thức PPP. Theo luật PPP thì những vấn đề mà chia sẻ rủi ro và chia sẻ lợi nhuận giữa nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì lần đầu tiên được thực hiện trong cái dự án này. Việc hợp tác công tư theo tinh thần như vậy thì một mặt ngay lập tức có thể làm cho nhà nước giảm bớt được cái vốn đầu tư công cần thiết ngay trong những năm trước mắt, và thứ hai lại tạo ra một cái thị trường cho cái sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân. Trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông từ nay đến năm 2030 sẽ tiếp tục hoàn thành đưa vào khai thác 5.000 km đường cao tốc. Theo tính toán sơ bộ, để triển khai các dự án này cần phải huy động một lượng vốn khoảng 813.000 tỷ đồng, và trong đó sẽ có một phần tham gia không nhỏ từ ngoài ngân sách nhà nước. Thưa quý vị, trong vài năm trở lại đây, những tác phẩm công trình nghệ thuật của các tác giả trẻ lấy sử Việt làm chất liệu đề tài đang xuất hiện ngày càng nhiều. Vừa qua thì một tác phẩm sách tranh về đề tài lịch sử khi ra mắt đã thu hút được sự chú ý của độc giả bởi cách tiếp cận chủ đề và sự thể hiện độc đáo. Đó là cuốn sách Hành trình Đông A của họa sĩ Trần Thiết Hàn. Và trong phóng sự sau đây thì xin mời quý vị gặp gỡ với tác giả trẻ này để tìm hiểu về cuốn sách cũng như sự đam mê lịch sử dân tộc của cô. Tỉ mỉ từng nét vẽ, tái tạo hình ảnh minh họa từng nhân vật lịch sử thời Trần theo lối tranh khắc gỗ truyền thống, hoàn thiện từng câu chữ nội dung với sự hỗ trợ của ekip biên tập nhà xuất bản. Hành trình Đông A, câu chuyện du hành ngược thời gian, khám phá lịch sử 800 năm trước của nữ tác giả 9X đã ra mắt sau hơn 3 năm miệt mài sáng tác. Toàn bộ số tranh minh họa theo lối tranh khắc gỗ. Đây là một kỹ thuật in ấn lâu đời của Việt Nam. Việc lựa chọn phương pháp này là khá phù hợp với nội dung đề tài lịch sử mà cuốn Hành trình Đông A đang hướng đến, mà còn giúp em truyền đạt đến với các bạn trẻ và đến với người đọc về một nền mỹ thuật của Việt Nam gần gũi, thân thiện nhưng không quá xa rời với cuộc sống hiện đại. Các biên tập viên chúng tôi cùng với họa sĩ đã hoàn thiện phần nội dung, hệ thống lại toàn bộ đường dây câu chuyện, lựa chọn nhân vật, chi tiết, thời điểm, phát triển từng mảng miếng sao cho nó logic về mặt lịch sử, đồng thời hợp lý về phần nội dung lẫn hình ảnh. Thực sự đây là cái phần hậu trường cực kỳ phức tạp và công phu mà họa sĩ và các biên tập viên của chúng tôi đã cùng nhau trải qua trong suốt gần 2 năm qua. Tự nghiên cứu tư liệu lịch sử, chắt lọc dữ kiện để biên soạn và thể hiện, Tuyết Hàn đã từng bước hoàn thiện cuốn sách bằng những xúc cảm mới mẻ của người trẻ khi tìm về lịch sử đất nước. Chính nét thuần Việt mộc mạc trong từng hình ảnh, câu chữ đã tạo nên sức hút cho cuốn sách ở mảng lịch sử vốn khô khan, khó tiếp cận độc giả. Đây là cuốn đầu tiên em viết lời luôn, cho nên là cái ngôn từ nó sử dụng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, nó hơi khô một xíu. Còn khó khăn của cái hình minh họa thì tư liệu mình tìm cực kỳ khó. Khi mà tìm tư liệu là mình phải đi rất là nhiều nơi. Trần Thiết Hàn thì đã thuyết phục được ban biên tập ở ý tưởng hành trình xuyên không về với nước Đại Việt ở thế kỷ 13 và phong cách minh họa mà bạn ấy lựa chọn đó là tranh khắc gỗ. Điều này khiến chúng ta gợi nhớ về những cái công trình kiến trúc cũng như là các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc trên gỗ và gốm tuyệt đẹp của người Việt ở thời Lý Trần. Hiện độc giả bắt đầu quan tâm đến sách sử Việt, manh nha xuất hiện các nhóm viết và vẽ lấy sử Việt làm chất liệu đề tài. Đấy là các tín hiệu đáng mừng đối với những người làm sách như chúng tôi. Tiếp tục lan tỏa niềm tự hào về lịch sử dân tộc, về cội nguồn văn hóa Việt Nam đến với bạn đọc. Hiện cô gái 9X này đang thực hiện cuốn sách chủ đề lịch sử thứ hai và càng vui hơn khi ngày càng có nhiều người trẻ như Tuyết Hàn chọn sử Việt làm chất liệu đề tài như một xu thế sáng tác hiện nay để tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go về điện thoại từ kho ứng dụng App Store và Google Play. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.